hai vợ chồng thất nghiệp nữa cả nhà. Come back ở Việt Nam, where you want to go? Bedroom or your bedroom? So you might be thinking, why he hasn't got this over his mouth? Because my wife punched me in the jaw. I got a broken jaw. I was very sore. Anyway. Hello, cả nhà. As Sydney hits 2-week quarantine again now, looks like there's going to be a lot of cooking shows back on with husband and wife teams. So we're going to get in first and do it. Tonight we're going to make a lobster salad. Hello, cả nhà. Chào mừng cả nhà quay lại với nhà của Hoàng. Hôm nay mình lại ăn tôm hùm nữa cả nhà. Cái này là một con nhà bên trẻ thôi, mình lấy thịt thôi. Không phải là hai con. Thì bây giờ nó đang dịch bệnh đó cả nhà. Mình làm sẽ đóng cửa 2 tuần. Rồi. Nên là thất nghiệp 2 tuần cả nhà. Cookie. Mọi người hạn chế ra đường luôn. Nè, con cực cơ. Con lấy ra nè. Back scratcher and put over here in the beginning. Boring the spaghetti for the kids. Spaghetti, okay? So that's there. Giờ thì Quanh đang xé nhỏ tôm hùm ra, đang ăn làm salad tôm hùm trộn với cái gì thì không biết, thấy có bơ nè. Không biết, Sophie thì bệnh rồi, Sophie bệnh mặt đỏ hết luôn rồi. So you wanna try some avocado? Yeah. Đúng rồi. You try some? Bữa trước Sophie nó đi học. Try some. Mà hãy đi học có đi học. Sophie try, don't like you don't eat it. Henry không có bệnh. Just try. Rồi là vô trường bị lây rồi. Try a bit. Remember Sophie go to school. I want him to get sick. Rất là. Yeah. What do you mean Sophie has to go? Sophie's go to school on when? Thursday? Yeah. Or Friday? Yeah. So she gets sick. That's what I said. She got sick a day. Every time she has a day care, she gets sick. And this time she's passed on to me. Probably actually Wednesday when she went or something. Because it takes a couple of days, you can't get sick like that quick. Wednesday or Friday? Today or today? When did they go to school? Wednesday and Friday. That's right, she probably would have gone on Wednesday because it takes a couple of days to get sick. You can't get Friday and get sick straight away off. So I just get on Wednesday. You're sad, you're Sophie đang sốt, Quanh mới cho uống hoàn sốt rồi mặt đỏ hết cho lên cả nhà. Mình thấy con nó chặt trong đây, nó không quay cho cả nhà coi. Tôm hùm mới nghe nó đắt sang vậy thôi, chứ thật ra giữa tôm hùm với tôm thường nó vẫn tính ăn tôm thường. Bây giờ cả nhà không ăn, thích cho anh dùm ăn tôm tích tích. Tôm không phải tôm tích đúng không? Ở không? Tôm tích ở Phú Quốc á. Nhắc thèm. Rồi Stop. So, what I've done, the sauce. Okay. Oh. Divine. Look at that sauce. Is it this on or not? No. Fish sauce. What do they call it? Coconut cream, chili, coriander, and ginger. Absolute divine, Henry. Avocado. Some watercress. Fix up some beautiful watercress here. Watercress. Bơ. Bơ.
rồi chú ơi. Daddy style. Ôi bệnh rồi. Đau chết mẹ là bệnh gì mà nó bị đau mắt cô chú ơi chết rồi. Nhìn má mày coi hai má đỏ hết rồi nè cô chú. Đang bị sốt đó. Nè đưa mở mắt hai mẹ coi. Cho mày. Ở coi má mày xì rồi. Nhướng lên đúng rồi. Mở ra. Nhướng bự ra. Chuồn của ba cô chú ơi, nó sốt rồi cô chú ơi. Má đỏ hết rồi nè cô chú, hay má nó đỏ không? Má nó đỏ không? Má nó đỏ không? Daddy just mixing up a little bit. Just to get it. Yeah. Chồng ba làm mỗi lần nấu ăn cả nhà là đứng nói với mi chang như là trên chương trình nấu ăn vậy á. Dù không có quay phim, không có quay phim thì ổng cũng mi chang vậy đó. Đứng nói mình vậy đó. That's good. Ready? Nói chuyện cũng nổi nha. We're gonna put this back in kids. Put this back in the boy. Voila. So it's empty now. Put that there like that, put that there. And we're gonna whisk your sauce around a bit, yo. Whisk it up. Like that. Chicken wing. Đang nấu mì Ý sốt bơ cho mấy đứa nhỏ cả nha. Quả dính tường luôn. Spin it around. And that is so cute. Right. Mami ngồi kế con. Now that's done. The kids dinner's ready. Con nói đi mẹ. Mẹ. So, ngồi kế. Con. Con. Ok. Sophie nói sao? Mẹ ngồi kế con. Yeah. Đỏ hết rồi, cái mặt đỏ hết rồi. Thôi ơi, tôi bày cái bàn xong rồi cho hai anh em chơi vậy đó hả? Bây giờ chuẩn bị tới cái nhà. Bowl, bit of avocado strips on there. Rồi, bây giờ là ông sẽ ăn avocados. Salad cả nhà. Salad, bỏ bơ vô bên này bơ thì họ không có ăn dầm đá như mình. Họ ăn trong salad, ăn với bánh mì đâu cả nhà. Salad tôm hùm. We'll just get some tôm hùm bỏ lên. Now your mommy get to the poopy one. Right. So there we have our lobster salada. Thank you. You like it, Abby? Once again, it's been sponsored by East Coast Water. Some beautiful spring water, fresh from the Australian water. It's fully Australian water, this. Used by the 31st of the 5th, 2000. Wow. Wow. So 21 years old. Mọi người ăn tối. Hey. How's this going? How's this going? Look at this. Look at this. Beautiful. Magnificent. Okay, so. How is this gonna go down? Bah! Oh shit! Mm. How was that? That is magnificent. Oh. Thank you, kids. Thành thì nó nói bạn nó ăn ngon. I don't know. A lobster. Oh. Nó gọi cho mẹ. Nó gọi cho mẹ. Không có sợ mẹ lấy không? Nothing from you. Rồi hot one. Nó lạnh. Để thì cho mẹ mì có lấy đâu. Để thì lấy cho con hả? No. Cái ba trụ. Sao bớt sầu lên
bệnh lắm đó nha. Cho nên đó là nó muốn uống nước nhiều. Ở nhà sáng thì không có sao đó, mà sao tự nhiên chiều về ba nó bệnh. Tôi lấy hôm nay đang yên đang lành. Thì cái ông tài xế chở người đó cách ly cái nhà. Ông bị dính bệnh, ông đi tùm lum hết rồi, cuối cùng ông lây tà la tùm lum hết. Nhưng bây giờ bên phía Nhi cũng nhiều ca bệnh đó, cho nên nó là bọn phía Nhi là lockdown luôn. Giới nghiêm. How do you think of the pasta, kids? Is that good? It's not a very strong cheesy one, but... Tóc là đóng cửa hết nhà hàng. Mm. That's great for the kids. Hai vợ chồng thất nghiệp nữa cả nhà. So nhưng mà bên Việt Nam mình cũng đang rất cao mà, đúng không? Okay, Chinese. Không chơi Chinese. Boomer. The Japanese, not the Chinese. He saw the war movie when the first World War II. He said the Chinese. I said that's the Japanese. The Chinese actually were on our side in World War II. Sort of. They got smashed. The Japanese actually destroyed them. You see Vietnam in that? No. It's more about the English regime. The English, how they in India, they were in Malaysia. They're in Singapore, and how shit they did. They basically ran. They stuffed other men. So many mistakes, and the Japanese just came through. Boom! If we come back to Vietnam, where do you want to go? No, not yet. Depends on it. I've been to where my girlfriends are. We're going in Dalat. We go to... I love Dalat. Right. We're going to go to Sabah. We haven't been to Sabah yet. Is that where it was, Sabah? Yeah. We paid last time we didn't go. Yeah. Because COVID hit. Yeah. When hỏi chồng mình là, nếu mà được Việt Nam sẽ đi đâu? Lắm lắm sẽ đi Đà Lạt. Đi Sapa. Hồi xưa ba nhà anh chưa đi bao giờ. Rồi em mua vé đi Sapa cả nhà. Năm trước nữa. Tết của năm rồi năm trước nữa. Tôi đi đi. Dịch nó vượt về luôn. Lúc đó là dịch vượt khỏi phát luôn á. Mua vé đặt khách sạn hết trơn à. Cuối cùng ơi không đi có hết luôn. Trong khách sạn mới vô máy bay hết trơn luôn. Cho gia đình của anh nghĩ ra bay với mẹ đi. Cuối cùng dịch phát. Lúc đó cũng chưa phát nữa. Nhưng mà cha mẹ anh sợ không dám đi. Rồi cả nhà ai cũng cản không cho đi á. Rồi cuối cùng mới là không đi luôn. Bỏ ghế rồi. Bỏ. Cho nên đó là chưa đi Sapa nè. Oh yeah. So Daddy's nose is running because of you. Right? Nếu mà Việt Nam á, if go to Việt Nam á, I will go to Đà Lạt. Then we go to Phú Quốc. Does it? Oh, the sore. Daddy be very careful. Nhưng vô Phú Quốc rồi thì chắc ăn quanh sợ ghé Kiên Giang. That's cheese. It's cheese. Oh, you know what I'm doing. That's a cheesy sauce. That's a flavour. Chữ là chơi không? I'm gonna be dead. I've got a cold, runny nose. I'm gonna be dead in another day. No, Henry? That's why the troops. Why do the troops... Why did the troops back off? That's cheese. It's just cheese, Henry. Oh, yeah. Why did the people retreat for, the soldiers? Why did they retreat for? Because they didn't want to what? Die. That's right. All the English troops, they went back, they got scared, they ran running. And they went back to, got on their boats and ran away.
And all the people from India and Malaysia and Singapore just couldn't believe it. Like, they thought they were, the English were the almighty powerful, and they stuffed up. Well, you learned that today. Hai cha con ở nhà là về chiến tranh thế giới thứ hai nha. Nhật á, lúc mà dạy anh thua Nhật vô chiếm á. Là tập gì? Coi thêm video cái là nó rất là thích hợp Chứ Daddy put your hand on there, I sneeze. Nó thích hợp, giống như là Henry mà nếu mà nó gặp được người thầy của nó giỏi. Tại vì nó rất là thích hợp. Có cái mẹ nó dở luôn quá, mình dạy nó gì. Bây giờ giỡn rồi. Stop it. Bây giờ mới bay cô chú à. Bây giờ xe cứ bay cô chú đi. Mình fly. Bye bye cho chú đi. Cảm ơn các bạn. You got your napkin on. Yêu cái napkin của chú ơi. Your napkin on your lazy bum.